Thưa quý vị, trong những ngày đất nước đang hân hoan đón mừng dịp lễ trọng đại, có lẽ sẽ rất thích hợp để chúng ta dành chút thời gian rỗi rãi tìm lại hồn phố thị Sài Gòn qua những trang sách của tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu. Ngày hôm nay, Thúy Anh xin giới thiệu đến quý vị quyển Tùy bút Cách nhau chỉ một giấc mơ. Cách nhau chỉ một giấc mơ chính là ước mơ của người Sài Gòn, làm sao gìn giữ linh hồn phố thị, là ký ức nhớ quê của những người miền Tây xa xứ, là tự vấn của thế hệ đi trước đã để lại gia tài văn hóa gì cho thế hệ sau. Tác giả viết, quê tôi ở miền Tây, còn tôi lớn lên ở Sài Gòn. Sài Gòn 39 năm cuộc đời tôi, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đến nay đã thay đổi nhiều. Sau tất cả những thay đổi đó, nếu ai đó trông đợi một Sài Gòn mộng mơ như Đà Lạt, Sài Gòn lãng mạn kiểu Hà Nội hay Sài Gòn cổ kính như Kinh Đô Huế thì có thể sẽ thất vọng. Bởi vì Sài Gòn là cuộc sống hối hả đêm ngày, Sài Gòn là đón nhận mọi người, Sài Gòn là mở lòng chia sẻ. Sài Gòn cho chúng ta được hồn nhiên sống, được hết mình làm và cũng được những chân tình đáp lại. Đi trên đường thành phố hôm nay, đôi khi bắt gặp những nét đẹp xưa tàn phai cô đơn giữa những tòa cao ốc kính xanh đèn màu, ngậm ngùi như khi nhìn thấy những tấm bưu ảnh xưa lọt thỏm trong sạp báo toàn là hình các chân dài sặc sỡ. Dù vật đổi sao dời, người tóc bạc hay là người đầu xanh, ai từng sống ở Sài Gòn đều mong muốn những cổ tích xưa được lưu tâm gìn giữ, bởi đó là những nét riêng làm nên hồn đô thị Sài Gòn, là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn người Sài Gòn, bồi đắp tình yêu Sài Gòn. Bởi vì nếu không có một Sài Gòn 300 năm, thì có lẽ thành phố hôm nay sẽ trở nên lạc lõng và cô đơn trong ký ức của nhiều người. Những ai đang sống ở Sài Gòn hay là đã xa Sài Gòn, cả những người mới đến nơi đây để lập nghiệp đều mong muốn Sài Gòn bảo tồn được nét đẹp độc đáo của cảnh quan kiến trúc cũng như giữ được tâm hồn phóng khoáng bao dung của người Sài Gòn. Đó là điểm tựa để Sài Gòn phát triển một đô thị hiện đại nhưng đa dạng và giàu tính nhân văn. Cách nhau chỉ một giấc mơ đúng như tên thể loại của nó, một quyển tạp bút, tùy bút, không có cốt truyện nhưng có một mạch dẫn chung và một tư tưởng chung. Quyển sách như một lời tâm tình thỏ thẻ giữa những người yêu mến Sài Gòn. Mời quý vị tìm đọc.